với hệ sản phẩm mới được ra mắt trong buổi chiều ngày hôm nay sẽ là sự kết tinh giữa công nghệ tiên tiến, sự nhiệt huyết sáng tạo của đội ngũ Kova. Chúng tôi rất vinh dự khi được đón tiếp sự hiện diện của quý vị khách quý và cũng như quý đối tác chân quý đã đồng hành cùng với Kova trong suốt thời gian vừa qua. Xin được mời tất cả quý vị hãy cùng nhau trải nghiệm và khám phá sắc màu nâng tầm cảm xúc của Kova ngày hôm nay. Kova chính là hãng sơn đầu tiên ở Việt Nam sở hữu hệ màu với hơn 2.400 màu ạ. Sắc màu nâng tầm cảm xúc, xin được mời tất cả quý vị hãy cùng nâng ly. 1, 2, 3, chia!